Này có nhiều người vào thăm bác. Chắc vườn này đẹp đẹp nhất cái khu vực này đó. Ngoài kia chỉ tôm tép thôi. Gần như là không có vườn nào địch nổi vườn. Anh vừa bảo là gì, Việt Thanh hay gì? À, anh vừa bảo là tên nhà vườn là gì? Phú Mạnh, Phú Mạnh. Ủa, cái độ quyền. Độ quyền. Còn cái tuyển chọn thôi. Còn cây kỹ. Đúng rồi, mỗi cây làm một clip riêng. Cây nào cũng đẹp, quay nhanh nó không thể hết được. Tranh thủ quay còn đi lại. Đẹp quá mà. Đấy. Cẩn thận. Cẩn thận. Rất bay. Rất giống bạt phong mà lại rất bay. Đẹp thế. Điệu thế. Gốc gác rêu phong. Quá đẹp chứ không phải là đẹp. Quay hết xung quanh cái đã. Hai con đỗ quyên ở chầu hai bên. Mị mãn. Cổ thụ đang làm lũa đẹp lắm các bạn, nhìn tận mắt mới thấy được kỳ công tây tán, cảnh điệu nghệ thế. Tuyệt vời. Cây nào cũng kỹ rồi.
hồng 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 cổ rất quái. Cây này là cây gì anh nhỉ? À cây găng. Đẹp quá. Đầu tiên thấy một cây găng đẹp này. Cây găng. Chưa cắt tỉa nơi cắt thì nhìn thì cây này không thể nào chịu nổi sức đẹp của nó, không biết dùng từ ngữ gì nữa bạn. Cây này cây tán cắt thì nó lộ thân này. Bác chuẩn bị xem một cây chắc bạch diệp này. Chắc bạch diệp lúa. Chắc bạch diệp lúa. Có 102 đấy. Đẹp quá. Đang tìm cái phần thân để nó nuôi, cái phần vỏ để nó nuôi cái phần thân trên thôi mà chưa tìm thấy. Sức sống rất là tuyệt vời. À đây, chính là phần này. Chắc bách diệp. Đẹp quá. Cây lướt một tí không có hết pin. Hải Châu. Không rõ là cái gì nữa, là cái si thôi.
Ui, cứ chắc. Cứ chắc. Chắc khủng quá các bạn. To quá. Từ xa quay. Đấy, cứ chắc. Phần lỗ. Thì ngang tầm gần 2 mét. Cao tầm là 1m6. Đấy. Nghe quá ấy. Đỗ quyền bám đá. Nhìn cái rễ này ha, ngưỡng mộ chưa các bác? Nhìn cái bộ rễ này nha. Ngưỡng mộ chưa? Đấy. Đẹp quá. Lại cái lối vào là cái cây hoa mua. Như vậy là hết một cái vòng, như vậy là hết một vòng xung quanh của cái dãy mà người ta bày xung quanh các bạn. Tiếp theo là riêng một clip mà ở giữa toàn cây khủng.